Khi gà rán thông báo Enzo 14 làm lại bộ kỹ năng, nhiều anh em hoang mang lắm đúng không? Ông thì kêu giảm đam yếu rồi, một số anh em khác nha lo lắng sửa xong mạnh hay là yếu. Xin thưa anh em hãy lạc quan lên đi. Chạm game đảm bảo Enzo sửa xong nó sẽ siêu mạnh, hot pick trong tầm tay. Nhưng mạnh nhất vẫn là vai trò trợ thủ. Vì sao ư? Thứ nhất dễ chơi, hụt chiều hai còn chút cuối ngại gì. Thứ hai giảm đam ư? Đi trợ thủ cần gì quan tâm. Thứ ba Enzo chưa sửa, đang hot ở rank và giải sẵn rồi, ở vai trò trợ thủ thì sửa xong nha, rank càng phổ biến hơn. Giờ anh em cần gì? Luyện sơ sơ Enzo đi, update cái bóc đối thủ về ảo thuật ngay. Và cái dòng chat sẽ xuất hiện nhiều nhất đó chính là: ủa, Enzo hụt chiêu 2 rồi, sao tôi lại bị xích? Anh em cứ chờ xem nhá, bởi vì rất là nhiều game thủ tối cổ đó. Khởi động bằng câu hỏi QA cho các bạn nhé. Bạn này có hỏi là chơi VO tuyển thủ họ lên đồ khác vậy? Giày thánh kiếm, phù hợp kiếm, diền cung. Các tuyển thủ có thể là thay phù hợp kiếm bằng kiếm phân đia. Tại sao hả Ed ơi? Tiên gì trả lời ngắn gọn đi nhá, theo ý hiểu cá nhân thôi. Thì team của địch châu đấy ạ, kiếm phân điên nó hơi bị chất lượng luôn. Cái nó quả diền cung, bắn nó mới xuyên được chứ. Ok chưa? Thông báo cho anh em là con Enzo tại 14 này chắc chắn sẽ là một vị tướng rất hot các bạn nhá. Nó thể là không quá hot ở vai trò đi rừng, nhưng riêng cái vai trò trợ thủ đấy ạ, hiện tại chưa sửa thì ở giải nè, thôi nó đã hot rồi anh em. Rank ngu có phải là dạng vừa đâu. Vậy nên chả lý do gì mà anh em lại phải lăn tăn về vị tướng này. Chỉ cần luyện tập là ok ngay. Anh em nhớ nhá, sự thay đổi thì nhiều lắm, đúng không ạ? Nhớ một điều nè, nội tại đó chính là khi anh em đánh xa đấy ạ, sát thương giảm một chút, ok chưa? Ép vào mọi người cho em xin kinh nghiệm để giữ bình tĩnh, ít bị căng thẳng và tránh bị áp lực đấy ạ. Ví dụ cái pha này đi, cái pha này tôi và thằng Zena nó chơi hung ngu đấy, tự dưng lại đi đánh với thằng Chalot có thêm cái thằng Aiza rồi là đồng đội đối thủ nó lao tới thì lên bảng đúng rồi, đúng rồi đúng không ạ? Vậy thì làm sao để mà giữ bình tĩnh đây? Ok chưa? Đầu tiên ấy là phải là kinh nghiệm của anh em chứ đã. Thứ hai là phải hiểu rõ chiếc tướng anh em đang chơi. Càng hiểu rõ combo các thứ đấy anh em chơi mượt hơn và chơi bình thường thôi. Thua thì thôi làm lại, không ức chế không gây cú nhá. Thật ra thì khi anh em chẳng may bị hạ sớm đấy ạ, anh em cứ tinh linh một điều là đấy, chất tướng của mình là có thể chơi được. Và thứ hai là đây là đấu rank chứ không phải là đấu giải hay team đâu. Chỉ cần đối thủ sơ hở hoặc là sai lầm một tí, mình lại có nhiều tiền, mình lại gánh được lại bình thường mà. Theo thì Murat thương không kiếm hay là phù hợp kiếm thì hơn ạ? TNG thích lên phương hợp nhá. Còn thương hung kiếm ấy thì nếu mà chơi đối thủ gọi là số đam căng quá, kiểu là bọn một nhịp đi, ví dụ đối thủ có bọn như là bọn ngộ không kiến nát các kiểu đi, ví dụ thế khi anh em cầm thương hung kiếm đấy ạ, thì anh em sẽ rất là nhiều lợi thế các bạn nhá. Đặc biệt là khi anh em sợ bắt bóng đấy thì thương hung kiếm rất là hay. Tại vì bạn này hỏi là thương hung kiếm và phương hợp kiếm mà, nên TNG chỉ trả lời ngắn gọn ở trong hai phương diện này thôi các bạn nhá, chứ không đi sâu xa gì cả. Đi đâu đấy các bạn nhớ hộ TNG. Cái chiêu 1 ấy thì mình khi tung ra đấy ạ thì mình sẽ gây sát thương bằng phần trăm máu tối đa của đối thủ, được không ạ? Và thứ hai là chiêu 2 đấy ạ, mắc dế lắm. Ad có con ạc nào 100 cành phun ngọc phun nhiều skin không? Có ạc nào nhiều skin của Flog Ad ơi, em tìm mãi chưa thấy ạ. Có bạn ơi, TNG chưa rep bạn, không phải là TNG không đọc được mà TNG chỉ thả tim thôi, đúng không ạ? Nếu mà TNG không đọc được thì làm gì có chuyện xuất hiện ở video này, đúng không ạ? Anh em lên ngay fanpage Trảm Game TNG nhắn để mà Trảm Game tìm ạc cho bạn. Ví dụ đấy, ạc đấy đây các bạn đi không? Đó, đấy đó. Chỉ cần các bạn nhắn tin vào yêu cầu đúng cái nội dung mà anh em muốn hỏi Trảm Game, Trảm Game sẽ tìm cho anh em, được không ạ? TNG sẽ tìm cho anh em. Hàng ngày thì rất là nhiều feedback, TNG cũng rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ nhá. Và yên tâm, TNG luôn thường trực để mà tìm ạc cho anh em. Nên nếu mà các bạn ưng đấy lụ, không ưng đừng ngại các bạn nhá, không ngại đâu. Ngày có 100 anh em hỏi thì có 10 anh em lộ mà TNG có đồng ra đồng vào rồi mà. Như thế là anh em ủng hộ TNG rồi đấy. Đương nhiên TNG không bao giờ là bắt ép anh em là phải ủng hộ TNG cả, mà anh em cứ cảm thấy là ưng và cảm thấy hợp lý là cứ lộ nhá. Còn uy tín các bạn yên tâm. Chúc em một ngày tốt lành. Em để cho em hỏi là em bây giờ đang chơi Heate nhưng mà em lại muốn đánh. À từ từ nào, em đánh vài trận với bọn sát thủ thì cảm thấy nó yếu quá, phải làm sao ạ? Tức là bạn muốn hỏi là làm sao Heate đối đầu với bọn sát thủ đúng không? Đầu tiên anh em phải có đủ tốc độ đánh chưa đã, ok chưa? Và tiếp theo là anh em nếu mà muốn khỏe nhất ấy thì là thánh kiếm, nhưng phải tùy trận nhá. Hoặc là thương kiếm nếu anh em gặp cái địch số đam căng quá, hoặc cũng có thể là cả huấn luyện choi cơ nếu mà phép cái địch nhiều quá đấy. Riêng con Heate nha anh em để tùy biến hơi bị nhiều luôn. Và nếu anh em muốn ủng hộ Trảm Game để mua ạc đấy ạ, thì anh em hoàn toàn thể tự tìm luôn, đó chính là trên tạp hóa tng.com, link TNG để ở phần bình luận các bạn nhá. Ủng hộ TNG với nhé nếu các bạn có nhu cầu. Đây lần này thì tao gọi thêm người chưa nào. Đấy, không một mình đâu anh em ơi, không một mình như ở đoạn đầu game đâu, chết dở đúng không? Nói chung là qua bên ranh đài này đấy ạ thì có quá trời anh em Việt Nam luôn anh em, nên các bạn đừng có cảm thấy là cảm thấy là đất khách quê người nhá. Trời ơi, anh em chỉ cần đánh chục trận thôi, thế nào cũng phải 2-3 trận là anh em gặp anh em Việt Nam rồi.
đơn giản ngắn gọn là như thế. Bởi vì bên này họ chơi rất là nhiều các bạn nhá. Đầu tiên là anh em du học sinh này, anh em lao động bên này rất là đông. Nên ngay cả bản thân Trảm Game này cũng có rất là nhiều người bạn cũng lao động bên Đài Loan, sau đấy là về nước anh em lại gặp nhau. Trời ơi, cũng vui anh em ạ. TNG tổ chức rất là nhiều lần gặp mặt như thế rồi. Đương nhiên gặp cái này là anh em chơi game với nhau nhá, chứ không phải là offline fan gì đâu. TNG có bao giờ có thời đâu, cũng có phải là idol đâu mà có fan. Chỉ có anh em khán giả ủng hộ TNG thôi. Cho em hỏi là Triệu Vân nên mua một trong hai skin nào ạ? Mùa đông hay là cẩm y vệ đây? Nếu là Trảm Game lụm con mùa đông, TNG thích cái skin đó bạn nhé. Còn không thì anh em cứ tùy theo cảm hứng anh em thích thôi. Đây, các bạn thấy không ạ? Nhớ nhá, chiêu cuối anh em bám cái trúng ngay. Còn chiêu 2 đừng lo ngại là nó trượt. Tại sao TNG nói là chiêu 2 kéo dễ? Bởi vì tâm lý của anh em bây giờ thoải mái rồi. Anh em nhớ nhá, là tâm lý. Trước đây là anh em cứ phải nắn nót chiêu 2, sợ là chiêu 2 của anh em trượt thì lại phải chấp người. Bây giờ là không, bây giờ là anh em cứ tự tin thoải mái ảo thuật với chiêu 2 đi. Bởi vì sao ạ? Trượt chiêu 2 thì mình còn chút cuối, ngại gì đâu. Enzo sẽ rất là dễ chơi và siêu hot nha anh em nha. Chúc em một ngày tốt lành ạ. Cảm ơn bạn. Ad cho em hỏi là em đang suy nghĩ tới việc là lên Sundown thay phương hợp kiếm cho Nagrod ạ, để số đam căng hơn. Thôi bạn ơi, cứ lên phương hợp kiếm mà số đam căng đi nhá. Còn nếu mà anh em sợ thiếu tỉa chí mạng đấy ạ, thì có thánh kiếm rồi có bảng ngọc. Anh em cứ lo xa quá cơ, không phải lo nghĩ nhiều như vậy đâu bạn nhé. Còn nếu mà anh em thích đổi gió dạng kiểu như là Nagrod song đao, đúng không ạ? Đấy, anh em có thể làm một kênh top là Nagrod song đao đấy, để mà chơi cũng được. Mình phải làm khác biệt một tí chứ, bây giờ nhiều idol Nagrod lắm rồi, đúng không ạ? Idol Nagrod có ai nhiều nhỉ? Trên top thì nhiều lắm anh em ạ, tôi cũng không tiện nói tên. Ed ơi, em có 18.000 vàng, thích chơi mid sát thủ, em nên mua Zata hay là Pain? Mong Ed trả lời. Nếu mà đi mid thì đương nhiên là Zata rồi, chưa kể mua S4 hiện tại đấy ạ. Tức là khi anh em đang xem video này gọi là hiện tại, trước khi anh em coi được video của TNG đó, đó là ngày 15 tháng 10, ok chưa? Là ngày 16 tháng 10 bản Việt mình sẽ update, thì 16 tháng 10 mùa S4, con Zata nó sẽ được gia tăng sức mạnh rất là ghê gớm các bạn nha. Nhớ, Enzo của TNG lên ấy, là Enzo lên đồ thủ để mà băng xả và kéo giúp đồng đội các bạn nhé, chứ không phải là Enzo lên đam kiểu như là đi rừng hay là anh em đổi sói top đâu. Thật ra thì sau khi sửa đổi, như anh em bảo là giảm nhiều đam thế này, đi rừng liệu yếu không? Thật ra thì với Trảm Game nha, con Enzo nếu có đồ sớm đấy ạ, không phải là vấn đề đâu anh em. Chào Ad, chúc Ad nhiều, à chúc Ad ngày mới vui vẻ. Các bạn, em là Charm Aeron, em chán cái lối lên đam lắm rồi, liệu có nên đổi gió hay ho với build đồ chí mạng không? Cũng được, lên đồ đam chí mạng đi, hoặc là semi, rồi là lên thêm quả thánh kiếm cũng vui. Thật ra bản thân Trảm Game không chơi nhiều Aeron nên không thể là gợi ý được cho bạn quá nhiều. Anh em khán giả nào cùng niềm đam mê với bạn này thì có thể là góp ý thêm ha. Châu lắm anh em ơi, không ngại đâu, không sợ đâu. Riêng con Enzo, TNG nghĩ rằng nếu mà xanh đấy ạ, thì có một thế lăn cầu rất là tuyệt vời. Bởi bản chất vị tướng này với TNG nhá, thì là bộ kỹ năng nó chỉ phụ trợ thôi, chứ đòn đánh tay của anh em vẫn rất là lợi hại. Anh em đừng quên đặt câu hỏi Q&A video, đặc biệt là mùa S4, để chúng ta cùng giao lưu với nhau ở video sau các bạn nhá.